em lên hình mẫu tiếp theo ạ. Mẫu dăm free size nha các chị. Mẫu dăm này chỉ với giá 250.000 ạ. Mẫu dăm này có một màu là màu đen ạ. Mặc cực kỳ yêu và cũng cực kỳ sang nha các chị. Đi để dậy giày cao gót như em đấy ạ. Ống là ống suông ạ. Ống suông tạo cảm giác như thể là váy vậy. Phần quai là phần dây buộc nơ ạ. Phần nơ này mình có thể thu gọn hoặc mình có thể kéo lên. Với những chị mà có chiều cao thấp ấy, thì mình có thể buộc cao lên ạ. Hoặc nếu các chị cao thì mình có thể buộc ngắn lại, buộc dây dài ra một chút. Mẫu này tuy là mẫu free size nhưng mà ở phần ngực này mình có thể chiết thoải mái nha các chị. Nếu như với chị nào rộng quá, như em đang mặc thì hơi rộng một chút, mình vẫn có thể chiết rất là thoải mái ạ. Mẫu dăm này giá trị 250 ạ, mặc lên rất là xinh yêu ạ. Xinh yêu cực kỳ đấy ạ. Em quay một vòng để các chị thấy được nhá. Cực kỳ đẹp đấy ạ. Ống là ống suông nha các chị. Mặc rất là thoải mái. Chất vải cực kỳ đẹp luôn ạ. Phần trước ngực thiết kế viền cúc nha các chị. Thiết kế viền cúc là điểm nhấn đấy ạ. Chiếc dăm này có phần đệm mút nữa ạ. Đệm mút để nâng ngực của mình lên đấy ạ. Mẫu này là mẫu thiết kế nên hoàn toàn các chị có thể nới ra hoặc là thu gọn lại cái phần ngực này được nha các chị. Phần dây này là dây buộc ạ. Mình có thể buộc ngắn lại hoặc buộc dài ra đều được ạ. Bộ dăm 100... À, em xin lỗi ạ, bộ dăm 250.000 thôi ạ. Tới địa chỉ số 86 ngõ số 10 phố 8 tháng 3 để xem hàng nha các chị. Xem hàng trực tiếp và thử hàng ạ.